Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin kính chào anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì có một bạn ấy rất là yêu hoa hồng và bạn ấy có nhắn tin và hỏi rằng: chị ơi, chị có thể cho em hỏi một chút được không? Bạn ấy rất là chào đón luôn ấy. Cho em hỏi một chút được không? Thì chị có thể dành cho em một chút thời gian để chia sẻ với em một chút kinh nghiệm về hoa hồng được không? Thì mình rất là sẵn lòng thôi. Thì bạn bảo là thật sự là muốn hỏi lâu rồi, nhưng mà sợ là chị sẽ giấu thì chị sẽ không chia sẻ đâu. Thì em muốn hỏi là cái dòng thuốc mà nhà vườn ấy phun vẫn xanh xanh ở trên lá cái hoa hồng ấy là cái dòng thuốc gì, và chị có thể cho em tên chi tiết để em tìm xem là ở đây, ở chỗ bạn ấy có bán không. Thì đây là mình sẽ quay luôn một cái video luôn để cho bạn ấy biết nhá. Thực sự thì cái dòng thuốc xanh xanh ấy thì nó là một cái dòng thuốc trừ lấm bệnh cho cây, vừa là trừ lấm lá là chủ yếu trên cây hoa hồng, các loại cây cúc, rồi cà phê, cây cảnh, đủ các loại luôn. Thì nó là một cái dòng lấm, phòng lấm, trị lấm các bạn nhé, các chị nhé. Đây thì bên cái thành phần của cái thuốc xanh xanh đấy thì chủ yếu là đọc vào cái thành phần này nhé. Cái thành phần mancoret này này. Đấy, cái thành phần mancoret này. Thì cái bên mình ấy thì thường sử dụng, bên mình thì thường sử dụng là cái dòng mang tên là Rarokia này, 720WP. Thì trong này nó có cái hoạt chất là kimosalin, thì nó làm cho cái thuốc mancoret này có tác dụng hơn, có tác dụng hơn, tốt hơn trong cái vấn đề trừ lấm nhá. Thì đây, đấy là một cái loại nhà vườn chuyên dùng cái loại lớn như thế này. Đấy, là cái loại 450. Đây, cũng như là trên màn hình thì nhìn thấy này, chống cho hoa này, cho cà chua này, hành này, dưa hấu này, cải bắp này, ớt này. Đây thì những cái dòng mà cho cái người yêu hoa hồng, yêu các loại hoa quanh vườn thì này, có những cái gói thuốc nhỏ như thế này. Gói thuốc nhỏ như thế này nhé mọi người nhé, vẫn là cái thành phần như thế, chỉ là chia nhỏ ra thôi nhé mọi người nhé. Đây rất chi tiết luôn cái thành phần này, mancoret. Thì tất cả những cái loại dòng thuốc xanh xanh ấy thì nó đều là có cái mancoret này nhá. Đây là cái thành phần mancoret này này. Đấy. Thì trong cái thành phần này là nó sẽ trừ lấm, phòng lấm. Nhất là cái vàng lá này, xương mai thán thư này, rụng lá này, thối rễ này. Thì mọi người phun nó đều mang lại hiệu quả nhá. Thực tế thì trên thị trường thì có hàng trăm nghìn loại thuốc trị lấm khác nhau, nhưng mà để cho hoa hồng thì đây là những cái dòng mà nhà vườn thường sử dụng và mang lại hiệu quả rất là tốt khi mà khách hàng cũng sử dụng và phản hồi lại nhà vườn nhé. Đây là cái bộ lấm phổ rộng. Đây là một cái bộ lấm phổ rộng mà nhà vườn chuyên dùng, gồm 3 gói này. Hoặc có, mọi người có thể dùng 2 gói. Khi mà bị nặng nhất đấy là bị đen thân thì mọi người dùng 3 gói này kết hợp nhé. Gồm có Rarokia này, Rarorok này, Tiarok này và Biobut này. Đấy. Kết hợp trong một bình để phun trừ cho bệnh đen thân nhé. Bệnh đen thân và lấm gốc, lấm rễ, thối rễ. Còn khi mà cây bị vàng lá, rụng lá thì chúng ta sử dụng một gói này thôi. Một gói này thì chỉ có giá là 10.000 đồng thôi nha mọi người nhé. Không đến 30.000 đồng như là mọi cái trang khác quảng cáo đâu. Cái này chỉ có 10.000 đồng thôi, ở chỗ em mua chỉ có 10.000 đồng thôi. Mọi người ai mà cần mua thì em sẽ mua hộ, và cái tiền phí ship của mọi người sẽ là 25.000 đồng trên 2 cân nhé. Thì những cái gói như thế này thì nó rất là nhiều thì mới được 2 cân. Còn thì mọi người chỉ tầm chục gói hoặc là 20 gói thì chỉ có mấy lạng thôi nhé. Khi cây bị lấm đơn thuần, khi nào mà lấm nhẹ chỉ vài cái lá vàng ấy thì mọi người có thể dùng một là cái mancoret này không này, cái Rarokia này này, hai là cái Riarok này này. Có thể dùng đơn một cái loại này thôi nhá, một cái loại này. Loại này thì có màu hơi trắng vàng vàng này, cái loại này thì nó ra màu xanh này. Và khi cây bị bình thường để phòng lấm, cây để phòng lấm bình thường nhá, chưa bị nhá, thì dùng cái dòng này. Dòng này có là Biobut, nó chỉ là Chicodema thôi.
chuyên là phun cho chè này, cho rau sạch trong các nhà lưới để cung cấp cho các siêu thị ấy. Phun hôm trước hôm sau người ta đã hái rồi, vì là cái này an toàn tuyệt đối luôn các anh các chị nhé, gần như là rất là an toàn cho người. Đây là một cái dòng thuốc mà Nhung khuyên mọi người nên sử dụng thường xuyên để phòng nấm trong cái vườn hoa, vườn cây, vườn rau nhà mình, để khỏi phải sử dụng sang hai cái dòng này nhé. Cái này là sinh học này, cái này là hóa học rồi này, hai cái này là hóa học rồi này. Thì nếu mà chịu khó dùng cái này thì là sẽ hạn chế được để dùng những cái dòng kia nhé. Cái này thì an toàn hơn này, cái này thì có một chút là mặc dù là mác màu xanh này nhưng mà vẫn là có một chút gọi là hóa học, vẫn là mang tính gây hại đến cơ thể nhé. Thì vẫn phải là bảo hộ tốt khi mà dùng phun thuốc cho cây, thì có thể là thay đổi một hai này. Còn ba cái kết hợp chỉ khi mà cây đen thân nhé mọi người nhé, nhớ là ba cái kết hợp khi mà cây đen thân. Vừa rồi thì vật tư nông nghiệp Thùy Nhung vừa trả lời thắc mắc của một bạn khách hàng yêu hoa hồng của bên Nhung nhé. Thì hy vọng thì cái video này là cũng sẽ giúp ích được cho rất nhiều các anh các chị yêu hoa hồng. Ai mà có cái câu hỏi thắc mắc gì thì cũng có thể là liên hệ với em qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915882513. Nếu mà mọi người thấy video này hữu ích thì có thể là chia sẻ video này lên trang cá nhân để cho nhiều người tiếp cận được video, và cũng thấy cái đem cái kiến thức này để chăm cái vườn hoa của chúng ta thật là đẹp nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau.